Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ review một cái sản phẩm mình mới đặt trên Tiki. Đó là một chiếc máy xay sinh tố mini. Cái này rất là tiện lợi, là để nói cỡ bằng khoảng một chiều cao đó, khoảng bằng một cái bình nước uống thông thường thôi, nhưng mà nó có tích hợp cái bộ xay để mà khi mình bỏ trái cây gì đó, đá bào ở đá rồi mình có để mình xay, có một ly sinh tố để mà thưởng thức dành cho dân văn phòng hoặc là đi du lịch, nó cũng khá tiện lợi. Thì đây là sản phẩm mình đã khui rồi, vì khi mà nhận hàng thì mình phải bắt buộc phải khui để kiểm tra hàng có đúng sản phẩm hay không. Cái giá mình mua trên Tiki là 203.000, mà tính thêm tiền ship tiền đồ này nữa thì 230 mấy. Nó gồm có một cái bình như vậy thôi à. Đây một cái bình và một cọng dây cáp để mà sạc pin. Cái này nó có pin tích hợp sẵn ở trong này rồi, không cần khi nào hết pin thì mình sạc để mình sử dụng, còn không thì mình cứ dạng mình bấm là bình thường. Thì cái phần mà sử dụng mình sẽ hướng dẫn sau. Khi mình mua hàng đến sản phẩm, mình đọc những phần nhận xét bên dưới này nọ để rất là quyết định nên mua hay không, thì phía dưới nó ghi rất là nhiều, nào là không giống hình, ở trên hình là bốn lưỡi dao nhưng thực tế mua về có 2 lưỡi dao, và thực tế ở đây mình mua khi mình nhận hàng mình kiểm tra mình thấy 4 lưỡi dao thì cảm thấy là hài lòng rồi. Nhưng mà để chắc chắn về cái hiệu năng của nó thì mình phải test thử sản phẩm. Chiếc bình này cao khoảng 23 cm cộng với sợi cáp, và phía bên trong đây, bên trong là 4 lưỡi, và đây là cái nút nguồn. Đây là cái chỗ để mà sạc, cắm cái dây sạc, cái cổng sạc cáp lightning đó, cổng sạc micro thôi nè. Là mình có thể dùng sạc bàn máy tính, sạc dự phòng hoặc là cái đốc sạc của Samsung, Apple gì đó không vâng. Thì cái công tắc này mình sẽ hướng dẫn là mình bấm một cái nó không có chạy, mình phải bấm liên tiếp 2 cái thì nó sẽ chạy, và khi bấm một cái nữa thì nó sẽ dừng. Và nó cài đặt sẵn thời gian là khoảng 20 giây hay là 15 giây gì nó sẽ tắt, nó không có quay liên tục, để vì nó có cái cơ chế là chống cháy á. Khi bạn xay quá tải và bạn ép nó chạy nó sẽ cháy, nên nó tự ngắt, đúng cái thời gian nó sẽ ngắt. Đây mình sẽ bấm cho bạn, đây trong này nó có pin nó đã sạc sẵn rồi, thì mình test thử nha, bấm 2 cái nè. Tự ngắt chỉ trong mấy giây thôi, nó tự ngắt rồi mình không cần bấm gì đó. Đó, bấm cái nữa là ngắt nè, 2 cái là mở, 1 cái là tắt, còn không thì để tự động nó sẽ ngắt, trong vòng mấy giây đó, nó sẽ ngắt. Rồi khoảng 10 giây nó sẽ tắt, 7 tới 10 giây nó sẽ ngắt để mà phòng cái việc mà bạn quá tải cháy. Một số khách hàng khi mà mua về người ta bỏ rau má gì đó nó dai quá, nó không có kịp mà xoay thì nó sẽ bị tắt, nên người ta nghĩ là nó yếu hay gì đó. Thì cái đó là tí nữa mình test thử một số sản phẩm mà thì sẽ biết thôi. Và thật ra nếu mà nó xay lâu quá nó cũng dễ cháy lắm, nên nó có cái chế độ mà tự tắt cái hai người thứ hai. Bây giờ mình thử xay một thứ gì đó nha. Đợi mình tí, mình sẽ làm một cái sinh tố bí đỏ à, đỏ ha. Hai mình mới rửa sẵn sản phẩm và mình chuẩn bị một số thứ để mình thank you.
tại mình có sẵn một ít bí đỏ hấp chín á, hấp để mà ăn sống, hấp để ăn bình thường thôi, nó khá ngon giống như khoai lang hấp vậy đó. Sữa xay cùng với sữa nha. Cái này chắc khá là béo bổ đây. Cái này là thức ăn nước uống dành cho người gầy, nó giúp tăng cân nhanh đấy. Mình thì đang giảm béo nhưng mà hôm nay mình phải thí nghiệm cái món này nên phải chịu thôi. Và cho một xíu nước vào nha. Ok. Vào. Rồi bấm nè. Đặc quá các bạn, bỏ thêm nước vào tí, sợ nó cháy động cơ thôi. Rồi. Bí đỏ nha các bạn. Theo mình nhận xét thì cái động cơ nó cũng hơi yếu thiệt. Bí đỏ mình hấp chín rồi các bạn, nó cũng khá mềm á, nhưng mà nó quay có vẻ yếu yếu. Không, cái này nó đặc quá. Bí đỏ này nó đặc quá. Nó quay không nổi. Vậy thì nó sẽ quay ổn hơn. Mình mà để đứng như vậy thì nó trọng lượng nó nhiều, ép nó sẽ đứng máy. Mình cứ đảo qua đảo lại như vậy thì nó sẽ băm ổn hơn. Hết pin trong ta sao hết chạy rồi.
cái máy này nha. Điện có 5V thôi nên nó cũng khá yếu. Không phải là điện 220 nên nó cũng khá yếu các bạn. Với lại bí đỏ của mình nó đặc quyệu quá. Để thử cho em tí nước. Yếu hơi quá, mình đẩy cái nắp quá nó kín hơi quá nó không có ấy. À, bây giờ thì khá ổn rồi đấy. Mình sẽ rót sản phẩm ra cho các bạn xem nha. Đây, mình đã được một ly Sơn Tố bí đỏ rất tuyệt vời, thưởng thức nào. Khá ngon. Thì kết luận cho cái phần review sản phẩm này thì theo mình thì mình thấy cũng tạm được, nếu mà để xài chơi chơi mà xoay một ít gì đó thì được. Chứ thực ra cũng không nên mua nó vì nó quá yếu. Nếu bạn muốn xài uống nhiều thì bạn nên mua cái loại lớn á, xài nó mới mạnh được. Cái này chỉ để chơi thôi, vui, bỏ vài miếng xài băm băm nó vui chứ nó yếu á. Thì tùy các bạn, nếu các bạn thích thì các bạn có thể mua thử test giống như mình. Còn với mình khuyên thì không nên mua cái này lắm, tại vì nó cũng không có tác dụng gì nhiều. Tại vì bạn thích thú mua thử về xem sao, chứ khi mà bạn mua về rồi bạn xài thử rồi bạn mới cảm nhận được thì bạn không nên mua. Cũng không phải là hối hận vì mua cái này nhưng mà nó không có được như mình mong đợi. Thôi các bạn, đây là phần review để các bạn quan tâm, bạn biết trước sản phẩm mà bạn nên mua hay không. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái video review sản phẩm của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên subscribe cái kênh của mình để nhận những video review sản phẩm khác ở những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.